Lưng. Cái gì? Tiểu bai kìa. Đâu đâu? Cô bắt cái kẻ ta đi. Muốn gì nữa đây? Chỗ người ta đang coi đá banh đỉnh có đám hay gì? Muốn gì đâu, mình chỉ vô đây muốn coi đá banh chung với bạn thôi mà. Coi đi. Ghê anh bắt xa hả? Chỉ có giải ngân hà. Ghê anh, của anh là mạnh nhất. Cũng có bát xa ghê anh vậy tên á. Bây giờ tôi bạn ra sau sông đá banh nè. Trời chơi. Đi.
bây giờ chơi như thế nào? Đá BNT, mỗi người 5 tay, ai vô nhiều hơn thì người đó thắng. Chơi chơi chứ ngán ai. Nhưng mà bây giờ chơi gì nè? Ai thắng sẽ được một chai tăng lực và một phần cơm ăn cho khỏe nè. Rồi vậy người thua rồi sao? Người thua chạy 10 vòng quanh sân. Dám chơi không? Chơi chơi. Ghê, anh ta không sợ ai đâu. Yeah. Real hả cưng? Yeah. Lưng gì? Tiểu bay kìa. Đâu đâu? Chơi kì hả? Ai biểu ngu còn chi? Đi mua nước đi cưng. Anh Tính. Cảm ơn nha. Hồi nãy nói gì nhớ không? Nói gì? Chạy bộ vòng sân. Nhanh lên. Có sao không? Có sao không? Không, không sao đâu. Mấy mốt không có thua nhau nữa nha. Nước nè, uống đi. Cảm ơn bạn nha. Không sao đâu, tôi quăng đi về nè.